trôi theo hình dung kia. Nụ cười xinh bờ môi con dáng em yêu kiều, trong bông hoa sắc để giữ mãi cho riêng mình em thôi. Lời yêu thương có đơn phương với em không? Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu? Được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến cho quý chàng một căn nhà mặt tiền đường thuộc đường Trần Thị Trọng, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài cũng như con đường ở phía bên ngoài của căn nhà mình. Căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông rất là thuận tiện để quý chàng có thể vừa mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với tất cả các loại ngành nghề. Một căn nhà mặt tiền đường đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 18m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và ba lầu đúc lệch tầng để gia đình mình có xe hơi mình có thể bỏ vào bên trong căn nhà cũng như khu vực mặt tiền phía bên ngoài để mình kinh doanh buôn bán. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà để giới thiệu với khách hàng về một căn nhà đang có hướng là hướng Tây Bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng độ 3m để mình để xe gắn máy cũng như kế tiếp là mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong thì mình sẽ có thêm một cái khoảng sân khoảng độ 3m để mình để xe gắn máy. Cũng như khoảng sân này thì hai bên mình cũng được ốp gạch đá cao lên khoảng độ 2,5m và ở phía bên trên thì mình cũng được che chắn rất là kỹ càng và cũng đã được đúc kiên cố. Và di chuyển vào khu vực bên trong thì mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng gỗ rất là chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà. Một bộ cửa gỗ cam xe và mình sẽ có thêm một bộ cửa kính cường lực 10 ly ở bên trong. Và đây là khu vực không gian phòng khách dưới tầng trệt của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế full nội thất tặng kèm và chỉ với giá hơn 12 tỷ một chút xíu là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong khi quý nhà mua căn nhà này. Thì khu vực ở dưới tầng trệt này anh chị thiết kế cũng như sắm cho mình sẵn một bộ bàn ghế gỗ và những cái bức tranh mã đáo thành công cũng như đã được anh chị nhà gắn sẵn để tặng kèm lại cho khách hàng. Với một căn nhà đang có diện tích là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 18m là căn nhà mặt tiền đường và được anh chị nhà thiết kế lệch tầng, thì khu vực phía bên trên mình cũng có một cái phòng khách cũng đã được anh chị nhà full nội thất rồi. Cho nên căn nhà mình sẽ có tới 2 phòng khách. Thì nếu gia đình mình có nhu cầu kinh doanh buôn bán thì khu vực ở dưới tầng trệt này thì mình sẽ sử dụng để kinh doanh và phòng khách mình sẽ đưa lên phía bên trên tầng lệch tầng của căn nhà. Và khu vực bên trong một chút là khu vực cầu thang căn nhà, thì trụ thang tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Phía đối diện mình có một cái tủ, mình có những cái kệ để mình có thể trưng bày những cái lọ hoa cũng như những cái vật phẩm mà gia đình mình yêu thích. Cũng như di chuyển là khu vực phía sau thì mình sẽ có một bộ bàn ăn, 6 ghế bên trong không gian phòng bếp căn nhà với một cái tủ lạnh rất là lớn. Và không gian phòng bếp thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu
bằng gỗ và mặt đá hoa cương, đá kim sa, và bên trong thì mình sẽ có một cái labo để rửa rửa bát, cũng như phía sau thì mình sẽ có một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Một cái giếng trời thông từ bên trên sân thượng xuống, và sát bên thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà, cũng như không khu vực không gian phòng bếp và khu vực để mình kinh doanh buôn bán ở dưới khu vực tầng trệt của căn nhà. Với một căn nhà mặt tiền đường thuộc đường Trần Thị Trọng, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây con đường này là con đường cống lở và bây giờ mới đổi lại tên đường mới là đường Trần Thị Trọng. Thì một căn nhà mặt tiền đường và chỉ với giá 12 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón khách hàng đi xem. Cũng như đây là khu vực không gian phòng khách tầng lửng phòng khách thứ hai căn nhà. Thì bên ngoài mình sẽ có những cái lam gỗ để trang trí, và bên trong không gian phòng khách thì mình có một bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi, và phía sau thì mình có hệ thống giếng trời để lấy gió và ánh sáng, cũng đã được các anh chị nhà gắn sẵn cho mình những cái vách kính cường lực có cửa sổ để mình có thể mở ra lấy gió và ánh sáng, cũng như mình đóng lại khi mình có nhu cầu bật máy lạnh. Thì khu vực ở dưới tầng trệt anh chị nhà thiết kế để mình kinh doanh buôn bán, và khu vực phía bên trên tầng lửng này tầng lệch này thì mình là phòng khách, và từ phía bên trên này thì mình cũng có thể là quan sát xuống khu vực ở dưới tầng trệt rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và chỉ với giá 12 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh để quý khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà mặt tiền. Một căn nhà mặt tiền được thiết kế một trệt và ba lầu đúc lệch tầng để mình kinh doanh buôn bán, cũng như có nhu cầu để xe hơi vào bên trong thì mình cũng có thể bỏ xe hơi rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Với bề ngang căn nhà lên đến 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 18m và được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về để được nhà đất Hoàng Tín đón khách hàng đi xem. Một căn nhà được thiết kế có phòng ngủ riêng, nhà vệ sinh riêng. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế full nội thất tặng kèm. Và căn nhà mình thì được anh chị nhà thiết kế với 4 phòng ngủ chính, và khu vực cầu thang căn nhà mình thì được thiết kế rất là rộng và rất là thoáng, cũng như rất là mát. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào không gian phòng ngủ số 1 của căn nhà. Thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ cam xe bản nguyên khối rất là đẹp. Bên trong không gian phòng ngủ thì đã được anh chị nhà full nội thất tặng kèm. Và mỗi phòng ngủ thì mình sẽ có nhà vệ sinh riêng, cũng như đây là khu vực nhà vệ sinh phòng ngủ số 1 của căn nhà, phòng ngủ phía sau với 4 phòng ngủ được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Thì khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị nhà để lại, cũng như tặng lại hết cho khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đã có sổ hoàn công đầy đủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng, cho nên khi quý khách hàng mua căn nhà này mình chỉ ra công chứng sang tên là về nhận nhà vào ở ngay trong ngày, thì mình có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với tất cả các loại ngành nghề. Với một căn nhà mặt tiền đường thuộc đường Trần Thị Trọng, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba của đường Phạm Văn Bạch cũng như đường Trần Thị Trọng. Và đặc biệt căn nhà mình thì được thiết kế mỗi phòng ngủ mình sẽ có một cái nhà vệ sinh riêng với 4 phòng ngủ chính, và đã được anh chị nhà full nội thất tặng kèm. Và căn nhà mình thì được thiết kế có hai giếng trời, một cái khu vực cầu thang và một cái khu vực ở phía sau căn nhà, rất là thoáng và rất là mát. Với 4 phòng ngủ chính, đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 của căn nhà. 4 phòng ngủ căn nhà mình rất là rộng rãi và rất là thoáng mát, có cửa sổ cũng như cửa phía sau để lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà.
Một căn nhà mặt tiền đường đang có hướng là hướng Tây Bắc, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh nhà Tây tứ trạch, và chỉ với giá 12 tỷ 500 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đẹp, được anh chị chủ nhà thiết kế full nội thất tặng kèm. Và đây là khu vực không gian phòng thờ phía trước căn nhà cũng như sân phơi, toàn bộ đã được anh chị chủ nhà gắn sẵn máy lạnh tặng kèm. Và mình sẽ cùng nhìn lại cái khu vực phía dưới của căn nhà, khu vực mặt tiền và con đường ở phía trước căn nhà mình. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.